Quan điểm của mình uh, về về mic thu âm nhá, mình uh, uh, mình không cần quá đầu tư nhiều vào mic mic thu âm bởi vì là cái sự thành công của một bài hát, đây là cái dựa trên cái khía cạnh của mình uh, mình làm phát hành nhạc nhá thì mình thấy rằng là cái sự thành công của một bài nhạc ấy nó không dựa vào cái mic mà nó sẽ dựa vào cái việc là cái ca sĩ hát hay, tức là một cái bản nhạc hay, vocal hay, không phải là mic thu tốt mà là hát tốt. Cái người mà hát tốt ấy hát chuẩn và cái người mixing cái vocal đấy mà nó cũng giỏi thì cái vocal đấy nó vẫn sẽ trở thành một vocal chất lượng còn nếu mà mix xịn mà không biết cài không biết setup không biết cài đặt mà cũng không biết dùng thì nó cũng nát thôi đó cho nên là nhiều khi cái cái chất lượng của cái mic thu âm nó bị quá với cả cái trình độ nghe của uh, của, của người nghe cho nên là những cái tại sao nhiều nhiều anh em thấy là những cái bài nhạc mà thu âm nó không được tốt cho lắm Thậm chí là thu bằng điện thoại Ví dụ như cái bài 2 phút hơn của Pháo Thu bằng điện thoại mà Thu bằng mic iPhone mà Nhưng mà Tại sao bài vẫn hot được Bởi vì là do bài hát Nó hay Thì nó lên thôi Chứ không phải là do cái mic